một số người, người ta nằm mơ gặp báo trước tương lai vào buổi sáng á. Nhưng mà thường khi đó là họ phải có một phần linh căn. Hoan hỷ quý vị đã chưng hoa trái xong chưa nhờ? Hôm nay là đêm giao thừa, Thanh Đồng chúc quý vị được an lạc nha. Tất cả mọi điều đều vạn sự hanh thông. Nam Mô Phật. Quý vị không nghe Thanh Đồng nói rõ à? Hoan hỷ mọi người có đang nghe Thanh Đồng nói gì không à? Tại vì có một số bạn nói rằng là không nghe được âm thanh á, cho nên là mọi người nếu như mà nghe được âm thanh thì mọi người cho Thanh Đồng hay với nha, còn không nghe được thì cũng cho Thanh Đồng biết. Vấn đáp tâm linh lần thứ 368 hôm nay Thanh Đồng hoan hỷ gặp các bạn. Thanh Đồng không hát được hôm nay, tại vì tối Thanh Đồng có nhận Thanh Đồng hát. Tối nay Thanh Đồng có nhận Thanh Đồng hát cho Miễu Âm rồi. Giao thừa là mình phải đi hát. Thì mình lỡ nhận rồi thì mình phải làm tốt nhiệm vụ của mình. Cho nên là hiện tại Thanh Đồng không hát cho bạn nghe được, hát cho bạn nghe cái sức, cái hơi, cái giọng nó bị khàn. Hát nhiều quá nó bị khàn. Người ta mời mình mà mình không hát được, mình để giọng bị khàn thì nó rất là kỳ. Và các bạn biết á, Tết mình đừng có nghĩ tới cái trò ăn cắp lộc. Về bản chất của pháp đạo, về bản chất của nhân quả nó là sai rồi đó. Mình hái lộc may mắn thôi, mình đừng có nghĩ tới cái tự ăn cắp lộc. Cho con đăng ký xem quẻ sang năm. Thì chắc có lẽ là tầm ngày mai ta đồng livestream xem hữu duyên cho quý vị, hên xui thôi. Hôm nay không có thời gian để nhận xem quẻ đâu. Thanh Đồng coi tới bạn số 66, nhưng mà Thanh Đồng chỉ mới coi tới Ngô Văn Hưng, Nhung Lê, Minh Huấn. Số 64 Nguyễn Thị Kim Thoa chưa xem, là 65 Uyên nè chưa xem, là 66 Nguyễn Minh Phương chưa xem luôn. Thì chắc có lẽ là tầm lát nửa chiều Thanh Đồng xem cho các bạn. Chúc các bạn Tết an lạc nha. Ngày mai chắc có lẽ là tùy duyên thôi. Thanh Đồng lên livestream giờ nào để Thanh Đồng xem cho các bạn giờ đó. Còn nhận danh sách thì chắc hôm nay mấy ngày Tết nhận danh sách không có được đâu quý vị. Tại vì thí dụ như Thanh Đồng rảnh, Thanh Đồng livestream mà Thanh Đồng có khách thì Thanh Đồng tắt. Tết rất là đông đệ tử từ phương xa về thăm, rồi nhiều người đặt lịch hẹn á. Thân bằng quyến thuộc bà con, người thân bằng quyến thuộc, rồi nhiều người quen biết mình, người ta tới tận nơi luôn. Người ta tới tận nơi, cho nên là Thanh Đồng không có dám nhận danh sách. Tại vì nếu như mà nhận mà không coi được cho người ta thì kỳ. Cho nên là giờ nào Thanh Đồng rảnh, Thanh Đồng bật livestream lên, Thanh Đồng gặp quý vị thôi. Có thai nên niệm gì ạ? Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm, Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm, Từ Bi Gia Hộ Che Chở. Trong ý kinh Dược Sư, khi mà bạn niệm danh hiệu Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, thì bạn sanh con ra được vuông tròn, tướng mạo đoan trang, quyến thuộc xâm vầy, lợi căn thông minh, an ổn, ít bệnh. Cô cho con hỏi là có căn giờ ra căn như thế nào? Câu này là câu hỏi nguyên thủy, câu hỏi từ xăm xa, xa xưa. Nhiều người hỏi, Thanh Đồng trả lời chung luôn. Trường hợp ra căn, thực ra khi mà quý vị trình lễ đối với một vị thánh hay là một vị thần nào đó, đó là buổi lễ ra mắt. Quý vị ra mắt để làm gì? Để nhận được sự bảo chứng, cầu xin sự bảo chứng, che chở. Cái thứ hai là mình học theo pháp lành, hạnh lành, phép lành của họ. Thật ra đó, ra căn có nghĩa là giới hạnh, công hạnh và đạo hạnh của bạn trọn đầy, đủ. Và cái pháp cúng nó cũng một trong những cái pháp gọi là điểm công phu thôi. Rồi hồi hướng phước cúng dường thôi. Nhưng mà thật ra để cho bạn có một cái phần căn, để là một đẳng cấp trong đất trời, và để cho thân tâm của bạn an ổn, ít bệnh, sự nghiệp thành tựu, đường tâm linh trí huệ sáng ngời, thì cái giới, cái suy nghĩ của bạn phải là một cái suy nghĩ thánh thiện. Cái suy nghĩ của bạn thì nó phải giống như là cái vị thánh mà bạn tôn thờ. Đầy đủ giới hạnh, trang nghiêm, từ bi, diệu dụng, rộng lượng, bao la. Cái lời nói của bạn nó phải là lời nói chân chánh, lời nói của pháp âm, lời nói của chân thật, của thiện lành. Chứ nó không thể nào là những cái lời tục dục, bổ bả, bậy bạ, dung tục, ác độc, xấu xa, thiêu dệt dựng chuyện. Về cái hành động là bạn phải lương thiện, có cả trung và hiếu.
Thì cái giới như vậy đó là những cái giới rất căn bản và cơ bản. Ngoài ra còn có những cái giới như là mình không được giận người ta quá lâu nè, mình không có được hận, không có được ghét người ta nè. Nam mô Phật. Và không được đưa mình vào chỗ nguy hiểm, vân vân. Rồi khi mà bạn đạt được giới hạnh rồi thì định lực của bạn sẽ có, trí tuệ và trí huệ của bạn sẽ có. Thì cái phần công hạnh á, công hạnh thực ra là phước, đức phước và phước. Bạn phải tạo phước, xây cầu đắp đường, mua cá phóng sanh, làm phước, làm thiện duyên nhiêu ích cho tất cả loài vật hữu tình, thì đó là phước. Còn về đạo hạnh thì bạn phải tu tập trong 84,000 pháp môn. Bạn chọn cho mình một pháp môn phù hợp với căn cơ, phù hợp với thực tiễn, điều kiện sống, phù hợp với gia đình, phù hợp với tất cả mọi thứ trong cái ánh đạo bạn hướng về. Có nhiều người người ta tu là để người ta muốn giàu. Có nhiều người đúng không? Có nhiều người xuất phát điểm tu là để muốn giàu. Có nhiều người xuất phát điểm tu là để muốn đẹp. Có nhiều người xuất phát điểm tu để thông minh. Nhưng có nhiều người, người ta tu để người ta không cần gì hết. Ngộ vậy đó. Có nhiều người hơi bất ngờ. Có nhiều người tu không cần gì hết. Và thật ra cái tu mà không cần gì hết đó, đó mới là cái đúng nhất. Cái đúng nhất. Những cái kia thì về mặt trần gian nó cũng đúng, không sai. Tại vì ai chúng ta cũng cần an lạc. Chúng ta phải trải qua giai đoạn đúng trước thì chúng ta mới đạt được đến cái trình độ không chấp gì cả. Còn ở mặt trần gian, trước tiên chúng ta phải biết cái thiện, cái đúng, cái tốt trước. Chúng ta mới dần dần đạt đến cái trình độ không chấp gì cả. Khi mà giới hạnh, công hạnh và đạo hạnh của bạn đủ đầy. Về mặt đạo hạnh thì sáng 5 giờ, chiều tối 6 giờ rưỡi mình phải công phu ngồi với bàn thờ ở nhà. Thật ra đó, Đức Phật trên cao, phóng quang diệu dụng, tha lực tiếp độ, Bồ Tát Quán Âm cam lồ dưới mát, hay là chư thiên có tha dẫn, tiếp dẫn, thì thật ra gốc củ quyền thất tổ kiến họ của mình rất cần một nguồn năng lượng ánh sáng. Thường những bạn mà có phần linh căn huệ ẩn, có phần căn cao gác đi theo á, mà các bạn thành công, một thời gian các bạn thất bại, bị áp lực, bị stress, là do các bạn thiếu ánh sáng. Là do các bạn thiếu ánh sáng. Ánh sáng của phần chánh căn nhận không có đủ. Người ta về trần gian, người ta dẫn cái xác của bạn gặp những điều đẹp vui. À, còn bạn dẫn người ta về toàn là những điều tanh hôi xấu ốm không à. Tại sao đêm nào cũng nằm mơ? Cái vấn đề nằm mơ này nó liên quan đến thận và chân âm, đan điền và lực, cũng như là uy đức. Mơ thì có nhiều dạng. Có một dạng là thận hư, khí nhược, não hư rồi mơ nhiều. Những trường hợp này thì quý vị bị hay lạnh người, hay đau nhức xương sống. À, hay lạnh người, hay đau nhức xương sống, hay bị nạn tiểu đêm. Còn cái trường hợp mà có âm theo nhiều thì hay mơ bậy, hay mơ bậy, hay bị giật mình nửa đêm. Còn cái dạng mà mơ nhiều nữa là do người ta đang đi học âm. Nhưng mà trường hợp này hiếm lắm. Trường hợp này mà không có phần linh căn người ta đỡ là dễ tổn thọ lắm. Nam mô Phật. Thật ra khi mà thận hư quyết ứ thì nó cũng dẫn đến một cái trường hợp là lạnh người, lạnh xương sống. Đồng thời bị đánh bùa con cũng bị đau ở bên hông phải. Thịt giật chạy dần lên trên ó cổ vai gáy. Mỏi mệt ó cổ vai gáy đờ đẫn rồi từ từ nhức đầu, rất nhức đầu, rất đau đầu. Và đau đầu thường là giai đoạn 3, giai đoạn mà đã rất khó chữa, rất khó gỡ bùa ngải, binh phù, ngải chú, các cái loại xấu. Nam mô Phật. Muốn liên hệ với cô thì như thế nào ạ? Thanh Đồng rất là hay livestream. Thí dụ như điện thoại TikTok hết pin thì Thanh Đồng livestream trên YouTube. Và nếu mà điện thoại YouTube hết pin thì Thanh Đồng livestream trên TikTok. Thí dụ như hiện tại Thanh Đồng đang live TikTok, có nghĩa là cái điện thoại YouTube nó bị hết pin. Hết pin. Tô thì Hồng Nguyệt. Chào Nguyệt nha. Nà, cụ thể giống như là Thanh Đồng xin phép, được Nguyệt cho phép. Lấy trường hợp của Nguyệt ra làm ví dụ cho tất cả mọi người. Như là Nguyệt hôm trước thì Nguyệt nằm trong danh sách thứ bao nhiêu ta? Hồng Nguyệt. À 53, Hồng Nguyệt số 53. Thanh Đồng vừa xem cho Hồng Nguyệt xong cho nên Thanh Đồng nhớ. Bạn Hồng Nguyệt là bạn có một phần căn. Bạn có một phần căn, đúng rồi 53. Một phần căn gọi là có căn huệ đó. Mà cái căn huệ của cái cô này là cũng có một phần huệ ẩn, mà phần căn đời xưa, đời sống trần gian người ta làm thầy, xong rồi người ta cũng có đi theo cổ, rồi cũng muốn chọn cái xác của cổ để song tu. Nhưng mà cái ngày 28 đó, lý ra là sáng 5 giờ, chiều tối 6 giờ rưỡi là cổ phải đọc kinh, cúng lại, tâu trình, hầu dân. Mà cổ không có làm gì, cổ bận công việc trần gian.
có thể là Tết rồi buôn bán rồi bận công việc trần gian cổ không có làm á, cho nên là bị phạt. Tự nhiên cái người buồn muốn khóc rồi đủ chuyện buồn bực bội nó tới hết. Là do bị gì ạ? Do cái trách nhiệm, cái số phận, cái sứ mạng của mình mà mình không làm. Cho nên là Nguyệt rút kinh nghiệm và tất cả mọi người rút kinh nghiệm. Thí dụ như cái ngày đó đó, sáng 4 giờ nó con thức gì con lại Phật, con niệm Phật mà không làm là gặp chuyện xui là biết rồi, là bị phạt rồi. Cho nên sáng 5 giờ ai thức 4 giờ được thì quá tốt, hoan hỷ. Còn ai mà thức không được 4 giờ thì 5 giờ. Chiều tối 6 giờ rưỡi mình công phu, mình đọc kinh lại Phật, sám hối, niệm Phật đủ đầy nha. Còn không thì quý vị cứ trì chú đại bi, một pháp âm, một cái căn cơ pháp nào đó, dụng công pháp nào đó, một pháp môn nào đó trong 84.000 pháp môn phù hợp với chính mình. Thì nhắn gửi đến quý vị, đặc biệt nhất là 3 ngày Tết này, đặc biệt nhất là mấy ngày Tết này. Thường mấy ngày Tết á, từ 28 cho đến mùng 10 luôn, có nhiều củ quyền là tới mùng 10, nhưng có nhiều củ quyền là chỉ tới mùng 4 và tới mùng 6 thôi. Người ta múa hát ở trong đó, đó. Mà con không kinh kệ, không, nếu như mà con biết hát, biết múa thì con hát con múa, còn không biết thì con trì chú đại bi, con đọc kinh, con niệm Phật. Con làm á là người con rất là buồn, quạo quạo, bực bực, mà có khi là bị nạn đó đó. Nam mô Phật. Số thờ cúng là gì vậy cô? Tao đâu không hiểu câu hỏi của bạn. Tao đâu không hiểu câu hỏi mà số thờ cúng có nghĩa là sao à? Cô xem cho bạn Thuận chưa ạ? À? Thuận hả? Thuận số 56. Ủa, Thuận số 56 Thanh Đồng xem rồi mà. Thuận 56 Thanh Đồng xem rồi mà, bạn kiểm tra lại coi. Thuận 1, 2, 3. Thuận còn trả lời Thanh Đồng là cảm ơn cô rất nhiều nè. Thuận cảm ơn cô rất nhiều. Nam mô Phật. Làm sao để biết căn mình là ai độ? Làm sao để biết căn mình là ai? Cô cho con hỏi thêm câu hỏi được không? Mà số 16 con là ai? A Nguyễn Quang Toàn á hả? Làm sao biết căn mình theo độ mình là ai? Thanh Đồng nói thật quý vị, chữ đạo, quý vị hiểu chữ đạo như thế nào? Đời không đạo, đời vô liêm sỉ. Đạo không đời, đạo chỉ nói suông. Cái câu này nghe hiểu không? Đời không đạo là đời vô liêm sỉ, mà đạo không đời, đạo chỉ nói suông. Thực ra chữ đạo ở đây là đạo gì? Cái thấp nhất là đạo đức, cái cao nữa là đạo hạnh, đúng không? Phần căn chánh bệ của mình độ mình sanh ra trên cõi đời này, mình có duyên với dòng tộc, ngôi củ quyền thất tổ. Ngôi Phật, ngôi tiên, ngôi Bồ Tát, ngôi địa thổ chi thần, ngôi địa tiên người ta cao hơn ngôi củ quyền, đôi khi là cao hơn. Đôi khi có ngôi củ quyền người trong tộc họ mình ngồi ngôi thiên tiên, địa tiên, hoặc có người ngồi ngôi thần, có người ngồi ngôi quỷ thần thật. Nhưng mà các bạn không bước qua được ngôi củ quyền, các bạn không có đạt được đến những cái trình độ ở phía trên đó đâu. Cho nên phần chánh căn chánh bệ thì cũng gắn nhớ tôn ngôi củ quyền thất tổ của mình. Thật ra nếu như mà phần căn theo độ mình là mình phải nằm mơ mình gặp người ta, mình phải có duyên được học pháp của người ta. Quang Toàn con hỏi câu gì nhỉ? Nguyễn Quang Toàn, nhờ cô chỉ cách tôn danh của Huyền. À, nhờ cô chỉ cách tôn danh của Huyền cho bớt nóng giận. Thật ra cái tâm sân á, cái tâm mà mình hay quạo, mình hay giận, nó liên quan tới cái đồ mình ăn đưa vào trong cơ thể, với lại cái điện từ trường, cái tâm mình đưa vào trong cái tâm của mình. Con kiểm tra là những cái đồ con ăn đó nó có đậm chất những cái chủng tử của sân không? Ví dụ như là thịt heo, thịt chó là đậm chất sân si rồi đó. Đậm chất sân si, đậm chất dâm dục rồi đó. Rồi về cái vấn đề là cái chủng tử con gặp những người đó, người ta đầy sân, đầy si, hay là những người thanh tịnh, thuần tịnh, thì cái thức ăn con đưa vào trong cơ thể nó làm thành những cái chủng tử, gây nên cái tâm trạng. Những cái điện từ trường, con tâm linh con đưa vào trong cơ thể nó cũng tạo thành những cái tâm tánh của con luôn. Cái thứ hai đó là con thục dầu dưới nắng sớm để cái khí lực, chân lực nó dồn về dưới đáy bụng, dồn về đốt xương cùng và đáy bụng, thì con sẽ giảm sân rất là tốt. Tôn danh của quyền thất tổ, thật ra là tôn danh chung luôn đi. Nam mô Phật, Nam mô ba đời mười phương chư Phật, Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm, Nam mô Hoàng Thiên Hậu Thổ, Nam mô củ quyền thất tổ tôn thân, thúc bá đệ huynh, cô dì tỷ muội, địa thổ chi thần, chánh bệ chánh căn, gia hộ cho con thân tâm an lạc. Cái câu đầu tiên là thân tâm an lạc, câu thứ hai là trí huệ sáng trong, câu thứ ba là bồ đề tâm tăng trưởng. Tao đồng trả lời như vậy mà mấy bạn còn không hiểu nữa, ai theo độ mình hả? Thực ra là một bậc thiên tiên, một bậc địa tiên có theo độ người trần gian không quý vị? Có nhưng mà hiếm lắm.
Thí dụ như nguyên nước Việt Nam mình 90 triệu người. Nguyên nước Việt Nam mình 90 triệu người. Thì chỉ có khoảng 100.000 người là được các bậc thiên tiên theo độ thôi. Không, câu này nói ra lời thật mất lòng, thuốc đắng giả tật. Nguyên nước Việt Nam này 90 triệu người. Thì chỉ có khoảng 100.000 người được các bậc thiên tiên, địa tiên, các bậc quỷ thần đi theo độ thôi. Còn lại thì như thế nào? Đi theo duyên nghiệp, phước nghiệp, định nghiệp của mình. Cô ơi, con không nhớ, cô có thể ghi âm gửi cho con. Hoan Hỷ Thái Đồng có thể là sẽ post cái video này lại trên YouTube vào tựa đề là Vấn Đáp Tâm Linh 368. Thì con có thể nghe. Bây giờ Thanh Đồng nói lại cho con thì vẫn được, nhưng mà sợ tốn thời gian các bạn thì nó kỳ. Nam mô Phật, Nam mô ba đời mười phương chư Phật, Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm, Nam mô Hoàng Tiên Hậu Thổ Cửu Quyền Thất Tổ Kiến Họ Ông Bà Tôn Thân Thúc Bá Đệ Huynh Cô Dì Tỷ Muội Địa Thổ Chi Thần Chánh Bệ Chánh Căn, gia hộ cho con thân tâm an lạc, trí huệ sáng trong, Bồ Đề Tâm tăng trưởng. Mình hay mơ thấy có những cái cảnh vợ chồng ân ái với nhau trong giấc mộng, là mình cẩn thận nha, trong người mình có ủ bệnh đó. Bàn thờ phần căn vọng táo có kiến bò vô phát tài. Bàn thờ, nhà bàn thờ mình mà ly nước mình cúng mà có kiến bò vô là làm ăn lên, điềm làm ăn lên, điềm hơn. Bàn thờ mà có kiến bò vô trong ly nước là làm ăn lên á, làm ăn phất phát á. Nhưng mà con phải cẩn thận là mai mốt cái nước cúng con phải đun sôi lại. Cái nước cúng con phải đun sôi lại. Tại vì đôi khi là có kiến hay là có thằn lằn á, người ta bò vô người ta uống, rồi vô tình là cái lam khuẩn, cái vi khuẩn nó sẽ vào trong nước, thì con phải đun sôi lại để con uống. Thanh Đồng không có hiểu cái câu người có số thờ cúng, bạn hỏi giống như là thầy bà, đồng căn, hay là một người có căn huệ, căn phần, thì cái câu này bạn phải hỏi rõ, Thanh Đồng mới biết đường mà trả lời. Thường ngủ gặp ông rắn màu gì ạ? Thường những người gặp rắn màu đen thì có lộc có tài, rắn màu xanh thì lo lắng trục trặc về sự nghiệp. Mới tìm được cô trên Facebook, hiện tại là Facebook, YouTube và kể cả là TikTok, Zalo luôn. Người ta giả mạo Thanh Đồng đầy. Có một số bạn tạo nick giả vô post lên coi bói, rồi cái đưa chỉ tay cho Thanh Đồng coi, rồi lấy kết quả đó đưa cho người ta, rồi lấy tiền bất chánh á. Cho nên hiện tại người ta giả mạo Thanh Đồng đầy. Thì bạn để ý thấy là Thanh Đồng thường livestream. Thanh Đồng thường livestream có nghĩa là nít đó là nít thật, còn lại ít livestream thì cẩn thận có thể là giả đó. Những người mà nằm mơ thấy gặp nguyên một bầy rắn á, mà lộn xộn lão xảo, có thể là người ta nặng dục và đồng thời rất là nguy hiểm. Về cái vấn đề là nếu như mà gặp rắn đỏ, rắn vàng thì có nạn va vấp xe cộ. Rắn xanh thì là rắc rối tiền bạc, rắn đen là có lộc có tài. Mơ thấy cá là có lộc, nhưng mà rất khó khăn trong công việc. Mơ thấy cá, một bầy cá, một đàn cá mà bơi trong nước đục là nó báo hiệu cho con là con rất nhiều năm tháng mới có thể vượt qua được vận khó khăn. Còn nếu như mà con mơ thấy cá mà con thấy nước trong thì có nghĩa báo hiệu cho con là đừng nản, đừng chán con ơi, con cố gắng lên, con cố gắng lên. Khỏi bị lấy video, người ta giả mạo ta đồng nhiều lắm. Mà thật sự tâm tư của người ta mà đã muốn làm ác, làm xấu rồi, mình có dùng cách gì thì cũng rất là kỳ. Chỉ bằng mình tạo uy đức và uy phước, ta đồng dặn quý vị, khi ta đồng livestream thì đó là nít thật. Nằm mơ thấy Phật Thánh là người ta nhắc nhở mình tu tập nhiều hơn, công phu nhiều hơn, mình thiếu nhịp công phu. Mình thiếu nhịp công phu. Tại vì nếu như mà mình nằm mơ mình gặp Phật Thánh quá lâu, quá nhiều, bỏ cái xác đi theo người ta luôn á. Mà nằm mơ gặp một thoáng giây là nhắc nhở mình thiếu nhịp công phu. Nam mô Phật. Mơ thấy một chùm me. Mơ thấy trái cây chùm như là trái nho, lúa, sung hoặc là me. Trái gì mà trái chùm là gì? Là khó khăn. Là khó khăn. Có thể là tiền bạc eo hẹp mắc nợ, hoặc là sự nghiệp nghỉ vỡ.
mơ thấy trái đơn, trái xanh là có tài. Ví dụ như đang hát hay hơn. Hoặc đang đàn hay hơn. Mơ thấy trái vàng là có lộc. Trái vàng, trái xanh là lộc tài đi đôi. Nam mô Phật. Có nhiều người nói với quý vị rằng là phải bỏ tiền ra cúng ra căn, thực ra những người đó là lừa gạt mãi nghệ giang hồ thật sự. Còn nếu như mà đúng lễ, đúng điểm thầy bà. Hồi xưa tại sao có hát có múa để làm gì? Hát múa là để cúng dường. Hồi xưa người ta nghèo lắm, người ta không có gạo để ăn. Lương thực thực phẩm đầu cúng thì chỉ có pháp điển, câu thơ, lời ca, cái múa để cúng dường. Thật ra khi mà quý vị cúng dường á, hoa trái, lương thực thực phẩm, đậu, gạo, bắp, muối đủ rồi, đủ đầy rồi, nước trắng, nước tinh khiết, hoa trái. Và quý vị cúng lên giới hạnh trang nghiêm, công hạnh sâu dày, đạo hạnh chứa đủ, là cái cúng dường đá động tới ngàn thiên chư Phật, chư Bồ Tát, chư thiên tiên, chư địa thổ chi thần, rất diệu dụng. Người có căn là sao con không hiểu? Nguyên căn chính là phước nghiệp của mình trong vô thủy kiếp cho đến nay. Cái người mà cái phước quá lớn, nguyên căn người ta quá mạnh thì trở thành nguyên thần. Còn phần linh căn là phần căn huệ, ví dụ như cô tổ cô, cậu trạng, hoặc là một vị địa thần, địa tiên nào đó theo độ mình, thì đó là linh căn. Phần linh căn là một phần vong linh, một phần hồn, một phần thần thức bậc cao, có nơi đi, có chốn về, có phép, có chú. Còn âm căn, âm căn là quan gia trái chủ hận thù trở về báo oán báo nợ, phá tan công danh sự nghiệp tình cảm, phá tan tất cả những mưu tính của chúng ta, muốn cho chúng ta phải thất bại, đau đớn. Vì sao? Báo thù mà. Đời xưa tán người ta một bạt tai chí mạng, bây giờ người ta phải tán trả lại mà thôi. Hoan hỷ quý vị, Thanh Hồng xem bói hữu duyên cho tới bạn số 63 rồi. Còn lại 64 Nguyễn Thị Kim Thoa, Nguyễn Ngọc Kim Thoa chứ. 65 Uyên nè, 66 Nguyễn Minh Phương thì chắc có lẽ chiều nay Thanh Hồng xem. Hôm nay Tết á, giao thừa cho nên đông người, cho nên mình không có biết được khi nào mình rảnh. Và lỡ như mà mình post danh sách lên, mình nhận danh sách mà mình không coi được cho người ta thì rất là kỳ. Cho nên là Thanh Đồng rảnh thì Thanh Đồng livestream gặp mọi người ha. Tượng nữ là ai vậy? Thanh Đồng hay niệm hồng danh bằng không nghe sao? Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm, Nam mô Thánh Cô Gia Hộ Độ, Nam mô Tiên Cô Chở Che, Nam mô Tổ Cô Chứng Độ. Một vài sách về nhân tướng học, Kinh Dịch và Chu Dịch. Kinh Dịch và Chu Dịch. Hoặc là con tìm sách của Thầy Đoàn Văn Đâu. Sách của Thầy Đoàn Văn Đâu. Thực ra về mộ phần, khi mà con người ta chết, người ta rất là dễ tìm những cái nơi mộ phần chôn gọi là phong thủy bảo địa, đúng không? Vua chúa ngày xưa thì người ta tìm long mạch. Ngày nay một số người có tiền, người ta sẽ tìm một cái mạch huyệt tốt. Ví dụ người ta sẽ tán một, người ta sẽ chôn trên vùng đất hình con cọp thì con cháu uy quyền. Nếu mà người ta chôn trên vùng đất hình con rùa thì con cháu có được thông minh, trí huệ và phước huệ, học cao, hiểu rộng, tài cao. Nhưng mà nó có thay đổi theo thời gian không? Có. Cái mẫu đất đó nó sẽ thay đổi theo cái phước nghiệp. Thí dụ như mình có phước thì ban đầu mình tán trên một cái mảnh đất bình thường, từ từ cái mảnh đất nó sẽ chuyển thành mảnh đất hình con hạc, cũng cao quý đó. Rồi nếu như mà mình tán trên mảnh đất hình bình thường, nhưng một thời gian chuyển thành mảnh đất hình con rùa, thì con cháu mình học cao, hiểu rộng, phú phước, quan quyền. Còn nếu mà tán trên mảnh đất hình con cọp thì con cháu mình dũng mãnh oai hùng. Nhưng mà có nhiều trường hợp á, ngày xưa có cái ông đó, ông làm quan nhưng mà sao ông bất chánh, và ông bất hiếu, ông cãi lộn với cha, cự lộn với cha, thì ông không theo tộc họ nữa mà ông bỏ họ. Ông bỏ cái họ gốc của cụ quyền tổ tiên của mình, ông chuyển sang cái họ khác. Thì khi mà ông tán lên mảnh đất đó là hình con cọp, nhưng mà một thời gian sau nó bị dịch chuyển, nó biến sao cái mảnh đất hình con cọp ông trở thành mảnh đất hình con bò. Cho nên đời sau con cháu của ông loạn luân với nhau, con dâu ở với cha chồng và con cháu nghèo mạt, nghèo tới mức không có gạo để ăn. Thì
Thực ra khi mà mình sanh ra trong dòng tộc đó, làm con của ông đó, bà đó, anh chị em với người đó, nó là do cái phước nghiệp quy định. Nó là do cái phước nghiệp quy định. Cái đời cha ăn mặn, đời con uống nước, thật ra nó là một câu nói sâu xa về nhân quả. Nếu mà quý vị nhìn được, mình mắc nợ ông cha đó đó, mình mắc nợ ông cha đó, mình mới sanh ra làm con ổng và mình phải hưởng những cái nghiệp mà ổng tạo ra. Và ông cha đó đó đã từng thọ ân của mình, cho nên mình sanh ra mình hưởng được những cái phúc trạch mà ông tạo ra. Giống như là con quan thì lại làm quan, con sải trong chùa thì quét lá đa, cái câu là vậy. Nhưng mà thật ra nhìn sâu về nhân quả, cái gì nó cũng có nhân quả cả. Không phải đơn thuần mà người ta sanh ra, người ta làm con của ông này bà nọ, nó cũng là do cái phước và cái công tu rất là nhiều. Nhưng nếu như mà một người nào đó mà biết giữ gìn cái phước và tạo cho mình cái phước lớn hơn, thì đời sau có thể người ta sanh về cái cung cõi khác đẹp hơn, gia đình gia thế khác bề thế hơn, hoặc có thể sanh thẳng lên cung trời luôn, hoặc có thể sanh về những nơi đất lành an lạc, đất Phật chẳng hạn. Còn nếu như những người có phước mà không biết giữ mà cứ tiêu tán thì từ từ phước mòn thì cái gì? Nghiệp tới, phước mòn nghiệp tới. Có nhiều người quý vị nói là tại sao người ta làm xấu mà người ta vẫn chưa khổ? Phước xưa che. Hồi xưa đó, quả báo thì nó phải trôi qua kiếp này kiếp khác, mà đời nay quả báo là mì ăn liền. Tại sao? Cái phước của đời nay chúng ta đó không có bằng cái phước của người xưa. Giống như đầu thai đi đầu thai lại, rồi làm nghiệp nhiều quá rồi phước nó mòn. Hồi xưa làm nghiệp cái phước nó che, cho nên quả báo nó lâu. Bây giờ làm nghiệp phước đâu còn, nó đầu che, quả báo nó ập tới liền. Nam Mô Phật. Danh sách hôm nay cô xem hết chưa ạ? Chưa. Thanh Đồng chỉ mới xem tới bảng số 63 thôi. Chắc có lẽ là trong hôm nay Thanh Đồng livestream, Thanh Đồng gặp ai coi cho người đó đó, buổi chiều, thì tại vì lỡ mà khách người ta tới rồi, không lẽ hứa cho quý vị xem rồi không xem. Mà có biết khách người ta tới giờ nào và tới bao nhiêu người đâu. Tết mà, đông lắm, đông dữ lắm đông. Và hôm nay Thanh Đồng không có hát tặng cho quý vị được, tại vì lỡ nhận lời với người ta là đi hát ở bên cái điển bên kia rồi. Đi hát rồi. Nam Mô Phật. Cái đôn là cái bậc, cái kệ hả? Cái kệ để thánh thượng Phật dự sư ấy hả? Thật ra cái kệ, cái bậc ấy đó là chung với lại thánh tượng một một cặp đi liền với nhau. Bạn thấy cái màu màu xanh đi liền không? Con muốn xem thì sao cô? Chắc có lẽ tầm chiều chiều hoặc là tối, tối giao thừa thì Thanh Đồng livestream xem cho các bạn. Hữu duyên thôi. Oh, I'm so sorry. Thanh Đồng có post một cái video clip về đường hoa, nhưng mà điện thoại YouTube hết pin, bắt buộc Thanh Đồng phải post, phải live trên TikTok. Cái điện thoại YouTube nó hết pin, nó bị chai pin rồi quý vị. Hoan hỷ. Con không có duyên với cô hay sao? Nhắn tin vào Zalo live cũng không được hữu duyên. Trừ những lúc Thanh Đồng live, Thanh Đồng không có cầm điện thoại Zalo đâu. Thật ra đó, khi mà Thanh Đồng livestream mà bạn không gặp được, một ngày Thanh Đồng livestream khoảng 2 lần 3 lần thì chắc có lẽ là chưa có duyên. Thanh Đồng coi tới số 3, 63 rồi. 63 Minh Huấn, 64 Nguyễn Ngọc Kim Thoa. Các bạn nên kết bạn Zalo. À, các bạn kết bạn cũng nhiều, Thanh Đồng đồng ý. Các bạn nên kết bạn Zalo, rồi khi mà Thanh Đồng xem á thì các bạn gửi hình gương mặt của mình, chỉ tay, tên tuổi. Nhưng mà Thanh Đồng không có phải làm thầy bói, Thanh Đồng cũng không có nhận khách. Thanh Đồng không có làm thầy bói mà cũng không có nhận khách, Thanh Đồng chỉ biết coi thôi. Theo nghiệp, nghiệp căn kỳ thôi chứ không có làm nghề. Mình có cái nghiệp chứ mình không có làm nghề. Và Thanh Đồng chỉ muốn lan tỏa giúp đỡ cho các bạn vượt qua những cái sự khó khăn, để tâm các bạn an lạc, hoan hỷ. Cho nên là quý vị coi được thì là duyên, còn không coi được thì hữu duyên thôi. Thông cảm nha. Như hiện tại là Kim Thoa hả?
Xem tới bạn Kim Thoa rồi. Nguyễn Ngọc Kim Thoa. Chào Thoa nha. Thoa nên chụp cái gương mặt của mình ngay giây phút hiện tại và chỉ tay ngay giây phút hiện tại. Khi mà quý vị gửi cho Thanh Đồng á, là nên gửi cái chỉ tay hiện tại và cái gương mặt hiện tại. Tại vì ánh mắt hiện tại nó là báo hiệu cho cuộc đời của mình. Cái chỉ tay hiện tại nó cũng báo hiệu cho cái phước nghiệp của mình. Hoan hỷ. Đăng ký số thứ tự ở đâu ạ? Chắc có lẽ là Thanh Đồng sẽ post lên trên một cái status. Post lên trên cái status rồi các bạn comment thôi. Hoặc là Thanh Đồng sẽ live rồi cập nhật danh sách. Hoan hỷ mọi người. Thanh Đồng hẹn gặp lại quý vị sau giờ cúng chiều. Hoan hỷ.